Việt Nguyễn xin chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình làm một cái món gà này ăn với món gì cũng ngon. Cơm hoặc bún, bánh mì rất là hấp dẫn luôn. Và một cái món gà này làm vào dịp Tết á, để gia đình cùng thưởng thức. Nếu cô chú cùng anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm món gà hôm nay. Phần gà ở đây á, là mình cắt bỏ chân và đầu hết rồi á, thì nó còn lại là một ký mốt. Con gà này, con gà mái nó có trứng nữa mà bắt ra làm thịt ăn luôn mới ghê chứ. Cô chú anh chị mình cắt ra những cái miếng vừa ăn thôi, như cái cánh ở đây nè, mình sẽ cắt ra làm đôi như thế này là vừa rồi, đừng có để to quá. Cái con gà này cô chú anh chị mình biết ở đâu mà Việt Nguyễn có không? Nó giỡn chơi chứ, má Việt Nguyễn gửi lên từ trên Đồng Nai xuống á. Con gà này nó đang đẻ mà má cũng gửi luôn. Chắc tại Út ở trong nhà cho nên là má có gì má cũng gửi má cho. Hửng sái. Cắt xong rồi, cô chú anh cha mình cho nửa muỗng muối hột vô nè. Tiếp theo một ít rượu trắng. Mình trộn lên cho nó đều. Cái thịt gà cô chú anh chị em mình rửa cho thêm muối hột với một ít rượu trắng nữa. Khi mình làm món ăn á, thịt gà nó rất là thơm, nó không có bị tanh cái mùi gà. Trộn đều xong, anh chị em mình sẽ đi rửa sạch cái phần gà này. Gà rửa sạch mình cho vô cái rổ để cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ cho dầu vô chảo. Cô chú anh chị em mình sẽ chiên sơ cái phần thịt gà này. Chờ đến khi dầu nóng mình sẽ cho gà vô. Cô chú anh chị mình chiên từ từ thôi. Con gà này mình sẽ chia ra làm hai lần để chiên. Thịt gà mình phải chiên sơ qua thì mình chế biến cái món ăn này nó mới ngon. Nếu mà anh chị mình không chiên qua đó là lát cái món ăn của mình đó, cái phần thịt gà nó không có thơm mà nó cũng không có ngon nữa. Nên mình chiên qua như thế này thì lát nữa cái món gà của mình nó rất là thơm và ngon. Khi mình chiên thịt gà, mình thấy cái phần thịt nó săn lại rồi nó hơi vàng một chút thôi thì mình sẽ vớt cái phần thịt gà này ra. Việt Nguyễn thấy như thế này là vừa rồi, bây giờ mình sẽ vớt cái phần thịt gà này ra hết luôn nha. Chiên nghe xèo 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 luôn. Quá trời thơm. Bây giờ cô chú anh chị em mình cho ra tô và mình sẽ ướp cái phần thịt gà này. Cái con gà chạy bộ này nè, mới chiên thôi mà thịt nó săn lại quá chừng luôn rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 50 g hành tím, 50 g tỏi băm. Bây giờ Việt Nguyễn cho vô đây mỗi loại là 30 g. Phần còn lại mình sẽ chừa để mình phi cho nó vàng nó thơm. Tiếp đến mình cho 20 ml nước tương, hơn nửa muỗng cà phê muối tương đương khoảng 5 gram, 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo 1 muỗng đường tương đương khoảng 10 gram, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương tương đương khoảng 2 gram, nửa muỗng canh nước mắm tương đương khoảng 5 ml, một muỗng canh tương ớt tương đương khoảng 30 gram. Anh chị mình cho vô luôn. Anh chị mình làm cái món gà này, mình cho thêm tương ớt vô á, lát cái nước nó sệt sệt lại rất là ngon và thơm nữa. Tiếp theo một muỗng canh tương cà, vì con gà chạy bộ này nó già đó nên mình cho tương cà vô cho nó nhanh mềm. Thêm một ít tiêu xay cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần gà này lên và mình sẽ ướp 30 phút để cho gia vị nó thấm vào thịt gà. Việt Nguyễn đậy nắp lại và ướp 30 phút. Mình cho 30 ml dầu ăn vô trong chảo làm nóng dầu. Cô chú anh chị mình cho hành tím và tỏi băm còn dư lúc nãy mình chừa lại đó. Mình cho vô hết rồi mình phi vàng cái phần hành tỏi này.
Anh chị em mình phi hơi vàng thôi, đừng có để vàng quá, lát nữa nó dễ bị đắng. Phần thịt gà ở đây mình ướp cũng được 30 phút rồi. Phần gia vị để ướp trong cái thịt gà đó, anh chị em mình có thể gia giảm tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Còn riêng Việt Nguyễn á, thì nêm như thế này mình thấy rất là vừa ăn. Cô chú anh chị em mình cho hết gà đã ướp nè, vô trong chảo luôn. Bây giờ mình sẽ trộn lên và mình sẽ xào sơ cái phần thịt gà này. Việt Nguyễn làm cái món gà này cũng giống như là gà rô ti vậy đó, nhưng mà có mỗi không có cho gừng thôi. Tiếp theo mình sẽ cho 400 ml nước dừa tươi vô. Anh chị em mình cho nước dừa tươi vô trong cái tô mà mình ướp thịt đó, rồi mình chế vô hết trong cái phần chảo gà này luôn. Nếu anh chị em mình không có nước dừa tươi á, thì mình thay vào là nước lọc cũng được. Tuy nhiên là mình phải tăng thêm một tí xíu đường và một ít nước tương. Vì cái nước dừa tươi á, lát mình kho xong cái màu nó sẽ đậm hơn. Vì con gà này thịt nó dai á, con gà chạy bộ má gửi má cho nên là bây giờ Việt Nguyễn sẽ đậy nắp lại. Còn nếu anh chị em mình mua gà ở ngoài chợ bình thường á, thì mình chỉ để cho nó cạn nước thôi, khỏi đậy nắp. Ở đây nó rất là dai nên Việt Nguyễn sẽ đậy nắp lại, hầm cho nó mềm một chút. Cái bà gà này bà dai lắm đó nha, nãy giờ Việt Nguyễn hầm 40 phút rồi đó, mà cho thêm một tí xíu nước nữa do nó cạn á, bây giờ bà mới chịu mềm á. Lấy chiếc đũa nè, mình xiên vô, mình thấy nó thịt nó mềm như thế này. Mình mở nắp ra luôn, mình chờ cho cái phần nước này nó sền sệt lại, rồi mình tắt bếp. Nước ở trong cái chảo gà nó cũng đã sệt lại rồi, thơm quá chừng luôn, hấp dẫn ghê chưa. Trời, món này mà ăn với cơm nóng hoặc là bánh mì, bún, món nào cũng ngon. Món gà làm theo cách này, ngày thường thì mình ăn cơm, nếu thích thì mình ăn bánh mì, ăn bún. Cuối tuần mình cũng có thể làm món này, nhâm nhi vài lon bia với bạn bè. Tết đến nhiều cái món ăn ngon và mình cũng ngán. Cô chú anh chị mình làm cái món thịt gà kho giống như Việt Nguyễn đang làm đây nè. Ăn món gì nữa cũng ngon, mình thay đổi khẩu vị. Bây giờ mời cô chú cùng anh chị mình dùng với Việt Nguyễn nghe. Công thức cho món gà này, Việt Nguyễn sẽ để dưới phần mô tả. Cô chú anh chị mình vào tham khảo cái phần nguyên liệu á, thì mình sẽ làm được một cách rất là dễ dàng. Thịt con gà chạy bộ ăn ngon có khác, rất là vừa ăn. Thịt thơm, dai, ngon lắm. Hấp dẫn cực kỳ luôn. Chắc lát nữa làm hết cái dĩa này luôn quá. Và video cách làm gà kho hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.